Chào cô chú anh chị, quay lại với kênh của em Tấn Phúc Bán Nhà Bình Chánh. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình một căn nhà mà rẻ nhất thị trường luôn, sổ hồng riêng luôn, và giá em sẽ báo ở cuối video. Em nên xin nhắc lại đặc biệt là rẻ nhất trong phân khúc thị trường. Và vị trí á, chính xác á, căn nhà này mình bước ra trục đường là 85B á, thì tầm là 150m thôi, gần với những nơi như Ủy ban Nhân dân xã Phước Lý, khu đô thị 561, 562, tầm là 1km đổ lại. Và căn nhà này á, mình đi ra những chợ như là chợ Bình Chánh nè, nhà thờ Bình Chánh, quốc lộ 1A tầm 1 cây tới 1 cây rưỡi thôi. Và hiện tại em đang đứng trước căn nhà này, trục đường nó đi vô căn nhà thì quý cô chú anh chị cũng thấy đường này á, thì bên em chỉ cho thể vô được xe ba gác thôi. Quý cô chú anh chị mình bây giờ theo chân em để vô được xem quan căn nhà này. Đây, bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em. Nãy giờ thì quý cô chú anh chị mình cũng theo chân em mình đi tới căn nhà này, thì quý cô chú anh chị cũng thấy mật độ dân cư ở đây thì cũng rất là đông đúc, có làm cho mình là cống thoát nước nè. Và cái cống thoát nước này thì mùa mưa lũ tới thì nhà mình sẽ không bị ngập úng rồi luôn. Và căn nhà hôm nay em sẽ thiết kế cho quý cô chú anh chị, mình có thiết kế là 3m rưỡi x 15, thiết kế cho mình là một trệt một lầu gồm hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Quý cô chú anh chị cũng thấy mặt dựng toàn bộ căn nhà đây đó, quý cô chú anh chị mình cũng thấy mặt dựng ở nhà thì bên em cũng lát gạch từ dưới lên trên hết cho mình nè. Nhìn căn nhà mình rất là đẹp luôn. Và đây căn nhà mình đặc biệt á là nằm ở hướng đông bắc nên nhìn căn nhà mình không nắng luôn. Bây giờ em quay là 11 giờ trưa mà hiện tại thời tiết rất là mát mẻ. Và vô căn nhà thì quý cô chú anh chị mình cũng sẽ thấy lớp cửa đầu tiên của căn nhà là cửa sắt hợp sơn tĩnh điện sơn trên màu trắng. Sắt hợp sơn tĩnh điện mình sơn trên màu trắng thì cánh cửa này mình sẽ xài được rất là lâu dài và chống reset sau này luôn. Và sân trước của căn nhà thì bên em cũng thiết kế cho mình là gạch 3D chống chân trời. Mình sẽ để được tầm 2 đến 3 chiếc xe máy ở đây, nhìn cũng khá là rộng rãi. Và bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em, mình vô căn nhà này. Nhà thì bên em thiết kế cho mình đó là lớp cửa thứ hai này sẽ là lớp cửa nhôm sinh pha và lớp kính cường lực, làm cho căn nhà mình cực kỳ chắc chắn và an toàn luôn. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình vô đi tham quan căn nhà bên trong đây. Ở trong đây thì bên em thiết kế cho mình là tông màu trắng, quý cô chú anh chị mình cũng thấy tông màu trắng này thì chị em phụ nữ mình có lau chùi cũng rất là nhanh luôn. Và bên em cũng lắp gạch cho mình tới gạch bóng kính 60cm đó, quý cô chú anh chị mình cũng thấy gạch trắng, tường trắng và lắp theo cho mình 3 bức tranh ở đây rất là đẹp luôn. Trần của căn nhà là trần thạch cao giật hợp, đi cho mình là hệ thống đèn lon và đèn led, nhưng mà hiện tại em chưa gắn cái đèn chùm chiếu sáng hết căn nhà. Sau này quý cô chú anh chị mình có thiện chí mua thì em sẽ gắn cho quý cô chú anh chị mình. Và ở đây sau này bên em sẽ lắp thêm cho mình là một chiếc ghế sofa. Ở đây mình đặt một chiếc ghế sofa này, mình bỏ vài tách chè ở đây, mình tiếp vài vị khách cũng rất là tuyệt vời luôn. Bên đây thì bên em có vô cho mình là những dây điện âm tường, sau này mình về mình lắp những chiếc tivi mình ngồi đây mình tiếp khách cũng rất là đẹp tuyệt vời luôn. Và bây giờ tiến vô bên trong thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy ở hốc chân cầu thang này thì bên em cũng chưa thiết kế gì nhiều cho mình. Quý cô chú anh chị mình có mua thì em sẽ tặng cho quý cô chú anh chị mình một cái hốc chân cầu, mình để những đồ vật không sử dụng mình vô đây. Và cầu thang thì bên em đặt ở giữa nhà, quý cô chú anh chị mình cũng thấy nè, cầu thang lắp cho mình lớp gỗ tự nhiên từ dưới lên trên nè, lắp thêm cho mình là lớp kính cường lực. Bề mặt tiếp xúc cầu thang lắp cho mình lớp đá hoa cương màu đen. Lớp đá hoa cương này mà mình có về mình lau chùi cực kỳ nhanh chóng luôn đó. Bây giờ quý cô chú anh chị mình theo chân em mình vô nhà bếp. Bếp thì bên em cũng thiết kế cho mình cực kỳ là đơn giản luôn. Bếp thiết kế mình hình chữ L nè, gồm kệ tủ bếp trên, kệ tủ bếp dưới, và đi cho mình là những hệ thống bồn rửa chén nè đó. Và lắp thêm cho mình là gạch để dán lên tường luôn. Gạch này mà chị em phụ nữ mình có nấu ăn mình lau chùi cực kỳ nhanh chóng luôn. Và ở đây thì bên em cũng có sẽ sau này cũng thiết kế cho quý cô chú anh chị mình đặt một chiếc bàn ăn 4 ghế hoặc 5 ghế ở đây, mình đi làm về mình ăn cơm cực kỳ là tuyệt vời. Trần của căn nhà là trần thạch cao giật hợp, đi cho mình hết hệ thống đèn led luôn đó. Và đặc biệt của căn nhà này là có cho mình là nhà vệ sinh ở dưới đây, quý cô chú anh chị mình cũng thấy nhà vệ sinh này thì bên em thiết kế gạch đó để dán từ dưới lên trên hết cho mình. Công dụng cũng như lavabo, bồn rửa mặt, vòi sen đó, quý cô chú anh chị mình cũng thấy rất là rộng rãi luôn. Và bên em thiết kế cho mình ở đây là sân sau, mình về đây mình sử dụng sân sau này mình có thể làm nơi phơi đồ, nơi giặt đồ,
và sau này bên em sẽ lắp thêm cho mình là những hàng rào sắt. Thôi quý cô chú anh chị cũng thấy ở đây mình trồng cây hoặc là mình làm việc, mình làm ở đây cũng rất là mát mẻ nè. Và bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em, mình sẽ tiến tới lên tầng 1 của cầu thang. Và em xin nhắc lại vị trí chính xác của căn nhà này là nằm tại trục đường 85B nối dài. Ở đây mình di chuyển ra những nơi như nè, chợ Bình Chánh, nhà thờ Bình Chánh, quốc lộ 1A, tầm một cây tới một cây rưỡi thôi. Và mình tới ủy ban nhân dân xã Phước Lý thì tầm 150m thôi, rất là nhanh đúng không? Mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình lên lầu của căn nhà này để khám phá tầng 1 của căn nhà này. Và hiện tại em đang tiến lên tầng 1 của căn nhà này để giới thiệu cho quý cô chú anh chị. Tầng 1 này thì bên em thiết kế cho mình đó là hai phòng ngủ với một nhà vệ sinh. Thì trước khi lên tầng 1 thì quý cô chú anh chị mình thấy ở đây á, bên em thiết kế cho mình là một cái đèn ở chiếu sáng ở cầu thang luôn, làm cầu thang mình cực kỳ là chắc chắn và sáng sủa. Trên tầng 1 này thì bên em thiết kế cho mình đó là gồm hai phòng ngủ với một nhà vệ sinh. Thì đây là nhà vệ sinh sử dụng chung, quý cô chú anh chị mình cũng thấy đó, nhà vệ sinh rất là rộng rãi luôn, công dụng thì vẫn như ở dưới là lavabo, bồn rửa mặt và vòi sen. À, phòng ngủ đầu tiên trên tầng 1 này thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy nè, cực kỳ rộng rãi luôn, thích hợp cho con em mình sống một mình, sống ở đây tự lập rất là thoải mái. Gạch vẫn là bóng kính 60cm nha. Đi cho mình là hệ thống trần thạch cao giật hợp, chiếu sáng hết căn nhà của mình luôn. Phòng này con em mình sử dụng một mình cực kỳ là hợp lý. Và bây giờ sẽ tiến vào phòng tiếp theo để giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình. Phòng này có thể sử dụng á, mình làm phòng ngủ hoặc mình sử dụng mình làm phòng thờ luôn cũng được. Đây, khoảng không gian phòng cuối cùng của căn nhà thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy nè, phòng này rất là rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn. Mình sử dụng gia đình mình đông người, mình làm phòng ngủ cho con em mình cũng được, hoặc gia đình do vợ chồng mới cưới của mình, hoặc gia đình mình ít người, mình làm phòng thờ, dây điện cũng vô âm tường hết cho mình. Đó, sau này mình về mình có lắp máy lạnh vô cũng cực kỳ là dễ dàng và nhanh chóng luôn. Và có lắp thêm cho mình là hệ thống cửa sổ, mình lấy gió chiều vô căn nhà của mình, cực kỳ là chắc chắn. Và đây, đặc biệt sẽ có một hệ thống ban công. Quý cô chú anh chị mình cũng thấy ban công này thì cũng rộng cho mình tầm 4m2. Ở đây mình có thể sử dụng mình làm nơi phơi đồ, mình đặt một chiếc bàn nhỏ nhỏ ở đây, mình về mình uống cà phê ở đây, ngồi mình hóng gió cũng rất là mát mẻ luôn. Ban công này thì bên em thiết kế là tay vịn là sắt hợp sơn tĩnh điện, sơn cho mình màu xám, nó cực kỳ là chắc chắn và xài được cực kỳ là lâu dài luôn. Và ở đây thì lắp thêm cho mình là những thanh trắng, cũng lắp thêm cho mình là những lớp sắt cực kỳ là chắc chắn. Đâu quý cô chú anh chị mình cũng thấy căn nhà này cực kỳ là chắc chắn và rộng rãi luôn của mình. Bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình xuống bên dưới, em sẽ báo lại mức giá của căn nhà vị trí chính xác. Nãy giờ thì quý cô chú anh chị mình theo chân em mình đi tham quan một vòng căn nhà này, thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy một căn nhà thiết kế cho mình cực kỳ là rộng rãi luôn. Thiết kế cho mình là 3m5 x 15, thiết kế cho mình là một trệt một lầu gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Và thiết kế cho mình á rất là đặc biệt luôn. Đó, giá thì chỉ là 1,5 tỷ thôi, không phát sinh chi phí nào. Bên em sẽ bớt lọc cho quý cô chú anh chị. Vị trí chính xác của căn nhà này nằm tại trục đường 85B nối dài. Ở đây mình di chuyển ra những nơi như quốc lộ 1A, chợ Bình Chánh, nhà thờ Bình Chánh, một cây tới 1,5 cây và sát bên nhân dân, ủy ban nhân dân xã Phước Lý, rất là nhanh chóng luôn. Mình di chuyển ra những nơi như khu đô thị 561, 562 thì tầm trong 1 km đổ lại thôi, cực kỳ gần những nơi tiện ích luôn. Và em xin báo lại mức giá cuối cùng của căn nhà này là 1,5 tỷ. Mình mua mình sẽ không phát sinh chi phí nào, pháp lý là sổ hồng riêng, rẻ nhất trong phân khúc thị trường. Quý cô chú anh chị mình coi tới đây rồi, thấy video này hay thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, một comment bên dưới. Cảm ơn.